Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày 28 tháng 6 năm 2024 và dự báo cho những ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn thân mến, các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ chịu tác động của hình thế gây mưa đã suy yếu nên mưa giảm dần. Trong 3 ngày tới chỉ còn tập trung vào lúc tối và đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tăng dần từng ngày, từ ngày 28 thì nắng nóng có xu hướng xảy ra, với nhiệt độ là 33 đến 36 độ có nơi cao hơn. Khu vực phía Tây Bắc Bộ mưa cũng giảm, trong những ngày tới trời có nắng nhiều. Khi vùng áp thấp nóng từ phía Tây mở rộng sang nước ta, nền nhiệt có xu hướng tăng dần trở lại, đạt mức là 33 đến 36 độ. Thưa quý vị, trong ngày 28 và ngày 29, nắng nóng sẽ có xu hướng mở rộng. Hệ thống gây mưa suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn ở diện một vài nơi, ngày nắng nhiều, nhiệt độ tăng dần, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết ổn định, 3 ngày trời nắng, chiều tối có mưa rải rác với lượng mưa không lớn. Nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ từng ngày. Từ ngày 28 nắng nóng xảy ra ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng chính của gió Tây Nam, nên tại đây những cơn mưa rào và dông rải rác vẫn tiếp tục lặp lại, tập trung chính vào thời điểm cuối ngày. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc tố và gió giật mạnh. 3 ngày trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên có mưa rải rác vào lúc chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trong 3 ngày tới ít có sự biến đổi, phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Dự báo khu vực thủ đô Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức 31 đến 32 độ. Tuy nhiên, về chiều và đêm và sáng, trời vẫn mát từ 25 đến 26 độ. Từ ngày 28 sẽ không có mưa. Ở khu vực này do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây mở rộng, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 37 độ đến ngày mùng 2 tháng 7. Từ ngày mùng 3 tháng 7 thì khu vực này có khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 30 đến 31 độ, duy trì đến hết ngày 28. Từ ngày 29 đến ngày mùng 1 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 33 đến 34 độ. Trong ngày 28 đến ngày 30 thì sẽ không có mưa. Lưu ý từ ngày mùng 1 tháng 7, một đợt mưa nhỏ có khả năng sẽ ảnh hưởng trở lại. Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày cũng tăng lên mức 31 đến 32 độ trong ngày 28. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 34 đến 36 độ. Trong những ngày tới thì mưa có xu hướng giảm dần, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số khu vực về đêm. Lưu ý, trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 tháng 7, khu vực này có khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Khu vực Hải Dương, Hải Phòng, nhiệt độ ban ngày cũng tăng thêm mức 30 đến 31 độ. Từ ngày 29, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 33 đến 35 độ đến hết ngày mùng 2 tháng 7. Trong những ngày tới thì mưa có xu hướng giảm dần, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số ít khu vực, chủ yếu là quang mây và trời nắng. Khu vực Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng, về chiều quang mây trời nắng, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 31 đến 32 độ, kéo dài đến hết ngày 18. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 37 độ. Khu vực Thái Nguyên và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mức 31 đến 32 độ. Từ ngày 29 đến ngày mùng 1 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 34 đến 36 độ. Mưa có xu hướng giảm dần trong những ngày tới. Sau đó trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 7, khu vực này có khả năng bước vào một đợt mưa mới. Khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng thêm lên mức 31 đến 32 độ từ ngày 29. Sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 33 đến 34 độ. Mưa về đêm và sáng sẽ còn lặp lại đến buổi sáng của ngày 29. Lưu ý, từ ngày mùng 1 tháng 7, một đợt mưa to mới có khả năng sẽ ảnh hưởng trở lại khu vực này. Khu vực Lào Cai và Yên Bái, nhiệt độ ban ngày ở mức 31 đến 32 độ. Từ ngày 29 đến ngày mùng 1 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 34 đến 35 độ. Trong những ngày tới thì mưa có xu hướng giảm hơn. Mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số khu vực, chủ yếu là nhiều mây và có nắng đan xen. Khu vực Sơn La, Hòa Bình và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 30 đến 31 độ đến hết ngày 30 tháng 6. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm từ 1 đến 2 độ,
mưa nhỏ về chiều và tối có khả năng diễn ra ở một số ít khu vực. Lưu ý là mưa sẽ giảm theo từng ngày, từ ngày mùng 2 tháng 7, một đợt mưa mới sẽ ảnh hưởng trở lại khu vực này. Khu vực Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 30 đến 31 độ từ ngày 29. Sau đó thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Mưa về đêm và chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi. Xuống đến thời tiết khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 32 đến 33 độ. Từ ngày 28, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 độ, lên mức 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này sẽ duy trì đến hết ngày 4 tháng 7. Đối với khu vực phía Nam, khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 32 đến 33 độ. Từ ngày 28 đến ngày 3 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 37 độ. Trong những ngày tới thì mưa nhỏ về chiều sẽ lặp lại ở một số khu vực. Lưu ý là mưa sẽ giảm theo từng ngày. Xuống đến thời tiết khu vực Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Đối với khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, lên mức 33 đến 34 độ. Từ ngày 29 đến ngày 3 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 37 độ. Mưa nhỏ về chiều tối có khả năng diễn ra ở một số ít khu vực. Còn khu vực Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm lên mức 32 đến 33 độ. Từ ngày 29, sau đó nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 35 đến 37 độ. Mưa nhỏ về chiều có khả năng diễn ra ở một số ít khu vực. Xuống đến thời tiết khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mức 33 đến 34 độ từ ngày 29, sau đó nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Trạng thái quang mây và có nắng vào buổi sáng, mưa vào buổi chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lùi xuống phía Nam, sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, khu vực Gia Lai và Kon Tum, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 27 đến 28 độ đến hết ngày 5 tháng 7. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có khả năng tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Mưa nhỏ về chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lưu ý là vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi và diễn ra trong thời gian ngắn đối với các khu vực của Nam Tây Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm lên mức 30 đến 31 độ từ ngày 29, sau đó nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Mưa nhỏ có khả năng diễn ra cục bộ vài nơi. Những ngày sau thì mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số ít khu vực về chiều. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang. Nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 32 đến 33 độ, duy trì trong nhiều ngày tới. Trong ngày 28 thì buổi sáng nhiều mây và có nắng đan xen, mưa nhỏ diễn ra về chiều. Trong ngày thời gian có mưa to thường xuyên lặp lại kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Sang đến khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 32 đến 33 độ đến hết ngày 29. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Nắng về sáng và mưa về trưa và chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Vùng mưa to sẽ diễn ra cục bộ vài nơi. Đối với khu vực Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 32 đến 33 độ, duy trì trong nhiều ngày tới. Mưa nhỏ thường diễn ra về chiều. Lưu ý, từ ngày 29, mưa sẽ diễn ra rải rác trong ngày và sẽ có khoảng nắng đan xen. Thưa quý vị, chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam đạt mức cấp 4, mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tại khu vực Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam chỉ mức cấp 3 đến cấp 4, mưa dông rải rác tập trung về chiều tối. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo sẽ là phần tin về bão. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến hết năm 2024, có khả năng xuất hiện từ 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền của nước ta. Đỉnh điểm mùa mưa bão dồn dập là từ tháng 7 đến tháng 9. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin dự báo thời tiết.